Meo. Anh em đi. Ơ kìa, lên ngoài không gọi em? Vừa mới lên, dùng điện thoại để làm cảnh à? Em ném. Anh ơi, nương tử của em, Tuyết. Anh Khương chỉ trêu thôi, anh đừng hiểu nhầm ạ. Trêu trêu như nào? Không, cô rất hợp với em tôi đấy. Chuẩn luôn. Tiểu Nhi ơi, cho anh ca rượu em nào, cả cái bát đồ đua nhá. Để em lấy, anh cứ nói chuyện đi ạ. Ngồi đây nghe. Anh à, khá không? Em anh nó phải khác, nhưng gái các em bây giờ ngoan luôn. Ăn gì em gọi? Mày bao cả quán. Ôi Hồng nợ tứ lung tung không mà đòi bao ai. Hồng hơi nhầm Hồng. Đỡ đi, ăn hết cho mày đi. Vừa thắng bạc không quả. Trước giờ cờ bạc không bao giờ được thắng đâu mà. Em nó ăn vào dòng đặc biệt anh ạ. Người ta đen tình đỏ bạc, mình đây đỏ phát sấp đôi. Thôi ok, đỏ gì thì đỏ. Ăn xong bữa này thì đi về với anh. Bố đang ốm. Lại cái băng đấy. Em đi giặt lúc nào mà chả kêu tao ốm. Ôi, tao ngã, tao đau, với cả tao cảm, tao biết các đứa. Chơi xong em về. Anh nói mày không nghe đúng không? Em sắp có vợ rồi. Em phải có chính kiến riêng của em nhưng... Nếu thử nha. Cười xinh không? Anh nghĩ một đứa con gái như này nó chịu yêu anh. Anh phụ nó vừa đấy. Em làm sao mà không yêu em? Tiền tiêu thì không phải nghĩ. Cao nó đẹp trai như này. Thế nào nữa? Hai anh uống chút nhá. Uống luôn. Dùng đi anh ơi. Em uống. Mời vào. Chào anh Long ạ. Kéo lên hết bản mây rồi nhỉ. Xem ra thông tin của tôi là chuẩn. Quân già sắp trở về. Tôi có cảm giác anh chàng con nuôi này sẽ giữ vai trò quan trọng. Đây là trường hợp đặc biệt. Lê Toàn thời xưng hùng xưng bá vẫn đau đáu về chuyện vợ con. Người vợ đầu bị tai nạn xe mà mất. Sau này Lê Toàn lấy bà Mộc thì không sinh con, chỉ nhận Hồng làm con nuôi. Ngày đầu là do khi gặp Hồng thì con trai của Lê Toàn tự nhiên mở miệng nói. Khương Liều chậm nói á? Chậm phát triển trí não, nhưng khi lớn lên thì lại bình thường. Chính vì thế việc nhận con nuôi trở nên hợp lý. Mà tay Hồng này là bà con họ hàng hay là... Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi. Hồi đó ở huyện Văn Châu có xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là hai người đàn ông không hề liên quan tới nhau, cùng bị sát hại ở trong một căn nhà trên đồi. Theo như cơ quan điều tra xác minh thì một nạn nhân là dân anh chị bị truy sát, chạy bừa vào nhà người kia nhưng không thoát. Chẳng những thế còn làm liên lụy tới chủ nhà. Người chủ nhà tên là Trần Xuân Hội, là bố đơn thân, có hai người con trai. Đứa lớn thì 10 tuổi, đứa nhỏ thì 6 tuổi. Hồng là con nuôi của Lê Toàn. Tính ra năm nay cũng tầm tuổi của đứa trẻ lớn trong vụ án năm đó. Trùng hợp hay là... Chưa xác định được. Chỉ biết hai đứa trẻ cùng biến mất ngay trong đêm hôm đó. Giữa Văn Châu và Bản Mộc
còn cách hai huyện nữa. Một đứa trẻ phải đi bao nhiêu cây số đường đất mới đến được đây. Thế nên mới nói là chưa xác định. Tuy nhiên, thời điểm mà bà Mộc nhặt được đứa trẻ ở chợ cũng cách thời điểm xảy ra vụ án mạng tới 4 tháng. Tôi sẽ tiếp cận gia đình này. Anh yêu em, vẫn ở tất tài, xong anh mua tô cho em đi nha. Tài con. Từ từ. Vì tiền về và. Tuyết của em đâu? Tuyết tuyệt gì? Ngủ đi. Tiền vừa rồi đây mà. Bao tiền, bao tiền. Tiền to luôn đấy. Anh nói Tuyết được không? Xin. Đẹp căng. Nhưng mà phải xem lại. Sao? Những con xinh thì nó không như mày đâu. Phụ lòi. Em hơi bị được. Mày bảo nói cái sới đấy ngon. Khả năng mình đầu tư với là kiếm bội tiền luôn. Em lại có tiền em về nuôi bố, nuôi cả anh nữa. Nuôi cả nhà luôn. Cả nhà đuổi ơn anh. Nhưng cả nhà chưa muốn anh phải đi kiếm tiền đâu. Sao không ai tin em là như nào nhỉ? Anh nghĩ hết bố. Chả coi em là cái gì. Anh ngủ mình. Em đi tìm nương tử của em. Chỉ một Tuyết mới đem lại hạnh phúc cho em thôi. Chỉ có cô ấy mới hiểu em thôi, anh hiểu chưa? Mộc ơi! Khương nó lại sao thế hả? Giúp anh với. Chờ nó vào nhà đi, nhanh lên. Nó lại lên cơn rồi. Cố lên con ơi. Nào, anh giữ con đi, em cho uống thuốc. Cho con uống thôi. Anh giữ con đi. Cố lên con. Nào, há miệng. Ui. Anh đặt con xuống đi. Anh ôm như thế làm sao nó hạ được sốt. Anh sợ nó lại co giật. Không sao đâu. Thuốc này tốt lắm. Một lúc là đỡ ngay mà. Nào, đặt xuống đi. Hay anh để nó lại đây, em nuôi cho. Chứ anh cứ vác nó đi khắp nơi thế này là không ổn đâu. Anh đã bỏ tất cả rồi. Giờ làm lại thôi. Phải thay đổi thôi em ạ.